Rồi, 1B1 màu xanh nha. À, một nhầm 1B10 nha. Đó, cái này là nếp đít của nó là cũ của nó là nó bị nứt nên thành ra lấy cái nếp đít của con màu đen. À, nếp zin của con màu đen khác bỏ vô nha. Để không phải là nếp lô đâu nha mấy anh. Đó, cái đó nó rõ ràng. Đó, tem mạc đây. Rồi, đây là cấp auto này, điều tốc này nha. Đảo chiều. Đèn led nè, tắt mở nè. Cấp số 4 này. 3 2 thấp nhất nè. Rồi auto vào lực nè. Rồi giờ test máy nha. Auto lực này nha mấy anh. Auto lực thì hình như nó là auto lực mở chứ không phải auto lực siết nha. Rồi, chiếc vô.